Xin thân mến, trong những video lần trước, cô Ngà đã hướng dẫn cho các con 7 động tác của bài thể dục phát triển chung rồi phải không nào? Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua chủ đề đội hình đội ngũ. Và trong chủ đề đội hình đội ngũ, cô Ngà sẽ hướng dẫn cho các con hai tư thế đứng, đó là đứng nghiêm và đứng nghỉ. Để vào bài, thì chúng ta hãy cùng nhau khởi động trước nhé. Bài khởi động bắt đầu. Hai tay trong hông, các bạn xoay cổ cho cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, ra hai tay nào các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay cả cánh tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay eo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đầu gối nào, hai tay để trên, hai tay các con để trên đầu gối nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Xoay cổ tay cổ chân không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổ chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ép dọc nào. Bước chân trái lên trên một bước. Hai tay đặt lên, hai tay chồng lên nhau này. Đặt lên trên đùi trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay người qua bên đây, đổ bên nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xoay qua luôn. Các bạn hạ gối chân trái xuống ép ngang cái chân trái ấy các bạn. Hướng năm đầu chân lên trần nhà cho cô nhé. Rồi bàn tay này đặt lên trên đùi. Ép xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Và bây giờ cô Ngà sẽ hướng dẫn cho các con tư thế đứng nghiêm. Khi các con nghe được hiệu lệnh nghiêm thì chúng ta sẽ đứng thẳng thân người lên. Đúng rồi. Hai vai thả lỏng tự nhiên. Mình không có rút vai như này nhé các con. Thả vai xuống. Mũi chân mở ra hình chữ V nào. Hai tay duỗi thẳng, áp sát vào thân người. Ánh mắt nhìn về phía trước. Đầu, lưng trên một đường thẳng này và chân của mình nữa. Được không cả lớp? Sau đây cô Ngà sẽ hướng dẫn cho các con tư thế đứng nghỉ. Khi nghe được hiệu lệnh nghỉ thì chúng ta sẽ hạ nhẹ đầu gối chân trái hoặc đầu gối chân phải xuống. Được không cả lớp? Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại nhé. Cô Ngà hô các con cùng thực hiện nhé. Nghiêm. Nghỉ. Nghiêm. Nghỉ. Được không cả lớp ơi? Về nhà con thực hiện lại bài này thật là nhiều lần nhé. Và sau đây cô Ngà sẽ hướng dẫn cho các bạn một số bài tập phát triển sức mạnh đôi chân nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tập động tác squat này. Chúng ta đứng ở trong tư thế nghiêm. Sau đó các con đôi chân trái sang trái một bước, rộng hơn vai nhé. Hai mũi chân xoay sang hai bên. Đúng rồi, đứng thẳng được chưa? Rồi, sau đó chúng ta chống hông này.
Bây giờ cô sẽ đứng xoay qua một bên cho các con dễ nhìn nhé. Đây. Rồi. Lưng thẳng này. Hạ mông xuống. Đúng rồi, hạ mông xuống. Hạ mông xuống. Sao cho cái đầu gối của mình đừng có đi xa quá so với mũi bàn chân của mình nhé. Một. Đứng thẳng lên. Hít sâu. Thở hạ. Hai. Hít sâu. Thở. Ba. Hít sâu. Thở. 4. Hít sâu. Thở. 5. Hít sâu. Thở. 6. Hít sâu. Thở. 7. Hít sâu. Thở. 8. Hít sâu. Thở. 9. Hít sâu. Thở. 10. Hít sâu. Thở. Rồi các bạn giữ ở đây 5 nhịp đếm nhé. 5, 4, 3, 2, 1 thôi. Mình thả lỏng chân một chút nào. Rồi, bắt số 2 nhé. Rồi các bạn đưa chân trái lên trước một bước dài nào. Đúng rồi. Bàn chân sau, nhón gót lên. Đó, tay chống hông. Hai cái vai của mình ấy xoay thẳng về trước. Ánh mắt của mình nhìn về trước luôn. Được chưa? Rồi sau đó mình sẽ hạ đầu gối chân sau xuống. Nhưng mà mình đừng để đầu gối chạm sàn nhé. Một. Đầu gối chân trước là với ống chân này là một đường thẳng nha các bạn. Lên. Xuống. Lên. Hít sâu. Thở hạ. Hít ba. Thở hạ. Hít bốn. Thở hạ. Hít năm. Thở hạ. Hít 6, thở hạ. Hít 7, thở hạ. Hít 8, thở hạ. Giữ tại đây 5 nhịp đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thu chân về. Mình đổi chân trái lên nhé. Rồi, và chân sau nhắm mắt nào. Hạ gối chân sau xuống, sao cho đầu gối. Đầu gối... đừng chậm sàn nha các bạn. Rồi, hít vào. Thở hạ. Hít hai. Thở hạ. Hít ba. Thở hạ. Hít bốn. Thở hạ. Hít năm. Thở hạ. Hít sáu. Thở hạ. Hít bảy. Thở hạ. Hít tám. Thở giữ tại đây 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1 thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thực hiện động tác bổ trợ cho sức mạnh đôi chân. Bây giờ chúng ta sẽ đứng dựa lưng vào tường nhé. Giống cô này, dựa lưng vào tường này, đúng rồi. Mình sẽ vào tư thế chiếc ghế ảo. Các bạn có biết chiếc ghế ảo không? Chiếc ghế ảo có nghĩa là mình ngồi tưởng tượng như là mình đang ngồi trên một chiếc ghế nhưng không hề có cái ghế nào hết, gọi là ghế ảo. Đây các con ngồi tư thế này, đấy, ngồi dựa vào tường như vậy, dựa lưng vào tường, đúng rồi, đưa hai cái bàn chân mình ra trước, rồi hạ đùi xuống, rồi giữ tại đây, giữ tại đây theo khả năng của mỗi bạn nhá. Mình tập dần dần nó sẽ phát triển sức mạnh của cái cơ tứ đầu đùi này các bạn này, được chưa? Rồi mình giữ ở đây tới khi nào mà mình cảm thấy mỏi quá, chịu không nổi thì mình đứng lên ha. Được chưa nào? Rồi, đó là ba bài tập bổ trợ sức mạnh đôi chân. Hy vọng rằng các con ở nhà sẽ siêng năng tập luyện để nâng cao thể lực cho mình nhé. Như vậy là buổi tập ngày hôm nay đã kết thúc. Bây giờ cô cùng với cả lớp mình sẽ hít thở thật sâu và thả lỏng nào. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở hạ xuống, thả lỏng cái tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, rung lắc nhẹ cái chân nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
thấy cái vùng bàn chân luôn. Ép sát vào mông nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi đổ chân. Nắm lên là cái vùng bàn chân nha các bạn. Ép sát vào mông nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hai tay nắm tiếp tục cái bàn chân. Để thẳng lên giữ lại đây. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.